Chưa thấy đứa nào vào. Hello, chào Minh Dương. Minh Dương ơi, Minh Dương share vào trong cái nhóm chat của lớp mình giúp thầy với. Hello Thanh Thường. Thanh Thường share vào trong nhóm chat lớp mình giúp thầy với. Chào Huỳnh Tấn Thoại. Hello Thanh Thường. Chào cả nhà. Hello Nguyễn Hương. Các em ơi, các em nhớ lịch like nhá. Chào Trần Minh Dương. Nhớ lịch like nhá. Nhớ lịch like từ nay nhá. Nhớ đấy nhá. Chào Nguyễn Thu Thủy. Tối mai các em nhớ này. Tối mai là 20:30 là thầy like trên trang cá nhân nhá. Like trên trang cá nhân nhá. Nhớ chưa? Tối mai 20:30 là thầy like trên trang cá nhân, nhớ chưa? Nhớ chưa nào? Tối mai thầy like trên trang cá nhân là phần chia dạng bài tập Etelipit đấy nhá. Tối mai thầy like trên trang cá nhân là chia dạng bài tập Etelipit. Ok. Chào Mai Linh Nguyễn. Hello cả nhà. Mình bắt đầu học nhé. Những bạn vào sau thì chốc nữa vào rồi đến đâu thì học đến đấy và xem lại đến đấy, được chưa? Thế thì hôm nay mình học là cái buổi số 1 là thầy live stream rồi nhé. Buổi số 1 là tìm đồng phân danh pháp đấy, là ở trên tường đấy, live lâu lâu rồi. Được chưa? Sẽ có link YouTube để lại ở trên cái nhóm của mình. Bạn nào mà vào sau thì bạn có thể xem lại. Chào Lan Anh. Còn hôm nay mình học sang buổi số 2 nhé. Những bạn vào sau thì có thể xem lại được. Nay mình học buổi số 2, buổi về tính chất hóa học. Thế thì thầy có tóm tắt lại một chút về tính chất hóa học của este lipid sau đây các em cần phải nắm vững, được chưa? Thứ nhất là este lipid, tính chất hóa học. Thì về tính chất hóa học của nó thì nó có tính chất chung. Tính chất chung là tính chất quan trọng nhất. Tính chất chung là tính chất quan trọng nhất. Đó là phản ứng thủy phân. Được chưa? Các em nghe kỹ nhá. Thủy phân của thằng este thì nó thủy phân trong hai môi trường. Môi trường thứ nhất là thủy phân trong môi trường axit. Thì đầu tiên mình cần nhớ là phản ứng không hoàn toàn. Không hoàn toàn có nghĩa là mũi tên nó hai chiều. Được chưa? Thế thì thường ở trong phản ứng axit ấy, thứ nhất nhớ không hoàn toàn, thứ hai là anh RCOR phải sẽ thủy phân H2O để tạo thành trong môi trường H cộng. Để tạo thành RCOOH cộng R phải OH. Ok chưa? Ok chưa? Đấy nhá. Thế còn thứ hai là trong môi trường kiềm. Thì số nhất là phản ứng hoàn toàn. Phản ứng hoàn toàn. Thứ hai đó là anh RCOO R phải cộng NaOH. Thì phản ứng hoàn toàn đây là mũi tên một chiều để tạo thành RCOO Na cộng R phải OH. Ok chưa? Đấy, đây là những cái tổng quát, đây là những cái cố định chúng ta cần nhớ nắm được. Đấy, phân về tính chất hóa học mình cần nắm được đây. Đây là tính chất cơ bản nhá. Tính chất cơ bản. Chúng ta còn tính chất đặc biệt. Thì vào bài tập gặp bài nào thì mình xử lý bài đấy. Ok nhá, mình bắt đầu này. Các em nhớ phải in sách nhá. Cái này là trong sách đấy, thầy lấy y xì những câu trong sách đấy. Đấy, đây phần C này, tính chất học này. Câu số 23 này. Phải làm rồi nhá, làm rồi mới học nhá. Đứa nào quên chưa làm thì làm lại nhá. Thì hôm nay học qua xong rồi là buổi sau mình làm lại cũng được. Câu 23 này. Thế như thầy vừa nói này, phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng. Chú ý ở đây là môi trường kiềm nhá. Môi trường mà kiềm thì môi trường axit thì phản ứng thủy phân rồi, còn môi trường kiềm thì được gọi là xà phòng hóa, để cho các em nhớ chưa? Xà phòng hóa nhá. Thủy phân este trong môi trường kiềm là xà phòng hóa. Đấy, vậy ở đây mình có một cái nốt đầu tiên. Dấu sao đầu tiên mình phải ghi tổng hợp những cái dấu sao này vào một quyển sổ. Thủy phân este trong môi trường kiềm, đấy, đây là thầy hướng dẫn các em cách học, thì được gọi là xà phòng hóa. Ok, hiểu chưa? Hiểu cách học chưa nhá. Tiếp tục này, câu 24 này. Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng trắng gương với trong dung dịch AgNO3 trong NH3. Thế em lưu ý cho thầy này. Điều kiện để tráng gương là hoặc là có nhóm chó CSO hoặc là có dạng HCOOR phải. Đây là este đúng không? Vậy để este có điều kiện tráng gương thì nó phải có dạng là HCOOR phải, nhớ chưa? Ghi lại nhá. Vậy ở đây mình có này, tráng gương thì phải HCOOR phải. Đây là CS3 vứt, đây là C2H5 vứt. Thằng này có 3 carbon, thằng này có 1, 2, 3 đủ. 1, 2, 3, 4, vớt. Vậy đáp án đúng, mình đáp án. À, ok chưa? Mình sang câu tiếp nha. Câu số 25.
Khi thủy phân este vinin acetat, các em nhớ này, khi thủy phân este vinin acetat, thì các em phải lưu ý nhá. Mình muốn viết được phương trình phản ứng thủy phân ấy thì mình phải gọi được tên. Mình không gọi được tên thì mình xèo đúng không? Chuẩn chưa? Thế ở đây các em lưu ý này, este vinin acetat là một trong số những thẳng rất hay thì cực kỳ hay thì nên thầy yêu cầu các em viết lại vào trong cái phần chú ý. Đây, chúng ta có một cái quyển chú ý riêng, đúng không? Đề bài nó là este vinin acetat, vinin đây nhóm chữ vinin thì đứa nào chưa nhớ thì ghi lại. CH2 CH đúng chưa? Este vinin acetat OOC acetat là CH3 OOC CH3. Đây là thầy viết ngược. Còn nếu viết thuận thì nó sẽ là CH3 COO CH nối đôi CH2. Hai cách cái viết này tương đương nhau. Nhá, hai cách viết thì tương đương nhau. Đây là một viết cách viết ngược, đây là một cách viết thuận. Ok chưa? Thế bây giờ là thủy phân trong môi trường axit, vậy là cộng với nước. Thủy phân trong môi trường axit thì mũi tên của nó phải là mũi tên hai chiều đúng không? Mũi tên hai chiều này. Thế là thầy có một cái kỹ năng làm này, thầy gạch chéo ở giữa phát. Gạch chéo ở giữa này, CO lấy OH, nhớ nhá, CO lấy OH, vậy là được CH3COOH cộng với anh này lấy OH này. Các em lưu ý này, CH nối đôi CH2OH. Cực kỳ chú ý cho thầy nhá. Cực kỳ chú ý cho thầy ở điểm này này. OH không bền khi đính vào carbon chứa nối đôi. Lưu ý chưa? OH không bền khi đính vào carbon chứa nối đôi. Do OH không bền khi đính vào carbon chứa nối đôi nên ngay lập tức nó chuyển thành anhít hoặc ceton. Thế các em nhìn cơ chế chuyển nhá. Đây. O sẽ hút nối đôi về phía nó, đẩy H lại đằng trên. Vậy chỗ này sẽ thành là đẩy H lại là CH3 này. CH3 này. O hút nối đôi với nó, chỗ này sẽ thành là CHO. Anh này có tên gọi là acetaldehyde hoặc là aldehyde acetic hoặc còn gọi được là acetaldehyde. Các em nhớ nhá. Các em nhớ nhá. Vậy là cứ cái thằng mà nối đôi này mà cạnh thằng oxy này thì ngay lập tức tạo thành aldehyde. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhá. Vậy là thầy có cái tổng quát luôn. Mọi thằng RCOO RCOO CH nối đôi CH2 mà thủy phân trong môi trường nước thì luôn luôn thu được CH3 CHO. Đấy, nhớ đấy nhá. Vậy là anh này mình thu được này. Axit acetic và anhít acetic hoặc acetaldehyde. Axit acetic này, ancol là vứt, ancol là vứt này. Anhít acetic đúng này. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Bỏ, hiểu chưa? Nhóm live VIP này sẽ VIP hơn, đúng không? Mình sẽ cày thật tập trung, cố gắng. Nhớ là tối mai nhá. Nhớ tối mai 20 giờ 30 mình học nhá. Ok, tiếp tục này. Tiếp tục này. Câu 26. Đun nóng este HCO CH3. Đun nóng este, thầy viết phương trình cho các em nhìn này. HCOO CH3 với dung dịch NaOH. Đấy, thì thầy lại gạch chéo phát. Nhìn chưa? Thế vậy mình thu được này. HCOO đáng như HCOH nhưng nó tác dụng với NaOH để nó tạo thành HCONa cộng với lại CH3OH. Vậy đáp án đúng của chúng ta là HCONa và CH3COH. Vậy anh này là loại không HCO nhưng thầy sẽ làm loại tiếp này. Vậy đáp án đúng chúng ta là HCONa và CH3OH. Ok chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án B nhá. Câu 27 tương tự nhỉ. Chúng ta lại có phương trình là CH3COO C2H5. Chúng ta học cực kỳ tiết kiệm thời gian nhá, không có chém gió nói chuyện gì cả, đúng không? Chúng ta học tập trung, học tập trung đấy, trong vòng 1 tiếng thôi hoặc trong 45 phút thôi mình làm việc hết sức thì như vậy thì mình mới khủng được. CH3COCH5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thì sản phẩm thu được này, ta lại gạch chéo phát này, đáng nhất thu được CH3COH tác dụng với NaOH để tạo thành CH3CONa cộng với lại C2H5OH. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là CH3CONa và CH5OH. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Đấy, tốt, bạn Lê Cẩm Tú làm tốt, tốt đấy, rất tốt. Bạn Lê Cẩm Tú tốt đấy. Câu 28. Thủy phân este trong môi trường kiềm thu được natri acetat. Mình chưa biết este là gì nhá. Natri acetat là anh này, CH3COONa và ancol, và ancol ethylic là C2H5OH. Được chưa? Vậy là cái đuôi của nó, cái đầu của nó phải là có CH3CO. Chúng ta tinh ý nhé. Vậy đây này, đầu này CH3C23 vớt. CH3CO có, cái đuôi nó phải là CH5. Đây đuôi CH3 vớt. Được chưa? Đây đầu này CH5 vớt. Đuôi đầu này CH3CO này, đuôi là CH5. Vậy đáp án đúng đáp án D. Ok, đúng rồi, live VIP Trần Minh ạ. Câu 29.
đun nóng ST với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm thu được là cái này chúng ta vừa viết xong đúng không? Cái này cái chúng ta vừa viết xong. Các em comment đáp án cho thầy xem nào. Này mình vừa viết xong thôi. Bây giờ mình phải làm nhanh. Mình gạch chéo này phát. Thế nó ra là gì? CH3COONa đúng không? Cộng với này, nhìn kỹ này. Nếu ra này OH đính vào carbon chứa đôi, các em nhìn chưa? OH mà đính vào carbon chứa nối đôi nhá. OH mà đính carbon chứa nối đôi thì ngay lập tức nó tạo thành gì nhỉ? CH3CHO. Nhìn kỹ chưa? Vậy thì đáp án đúng chúng ta là CH3COONa và CH3CHO. Đáp án đúng đáp án. B bỏ. 29 mắt lé rồi. 29 đứa nào mắt lé thế? Vừa nhìn thấy 29 đứa nào chọn A mắt lé rồi. Lan Anh đúng rồi. Rất tốt. Cái nhóm live VIP này là thầy mở ra để học VIP như lớp offline. Học VIP như lớp offline để dành cho tất cả các bạn ở xa muốn học offline thầy mà không học học được. Thế nên là các em có thể về nhà giúp thầy bảo với tất cả các bạn của các em. Bởi vì một nick Facebook chỉ học được một thôi mà. Thì có thể bảo tất cả các bạn của em là nếu bạn nào muốn cày điểm cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 ấy, thì có thể đăng ký khóa live VIP của thầy, nằm ở nhà học tốn ít thời gian, tương tự như học off thôi, được chưa? Đỡ tốn thời gian đi lại nhá, mà lại học khủng, tương tự học off. Đấy, các học các thành viên offline của thầy thi điểm cao các em biết rồi, điểm chất như nào các em biết. Là mình có câu 30, đun nóng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm thu được là, này đun nóng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm thu được là, thế chúng ta lại gạch chéo phát nhỉ? Cái thằng câu 30 mới thu được này, CH2CHCONa này. Đây là loại thằng này, loại này, loại này đúng rồi, đây CH2CHCONa và CH3OH, đáp án đúng đáp án A. À, tốt, thầy vừa nhìn thấy thanh trường thanh thường sai đấy nhá, không sao cả, một lần sai là một lần nhớ. Các em nhớ phải làm bài về nhà rồi. Xong là chui ở đây học mới hiểu được. Được chưa? Đấy, hôm nay thầy chữa full phần tính chất hóa học nhá. Câu tiếp theo câu số 31. Câu tiếp theo câu số 31, các em chú ý này. Câu 31 đề bài hỏi này, một ST có công thức phân tử là C4H6O2. Một ST mà đề bài hỏi chúng ta là nó có công thức phân tử là C4H6O2, đúng không? Khi đề bài hỏi chúng ta là nó có công thức phân tử là C4H6O2 ấy, thì chúng ta phải nhìn này. Vậy là nó có một đôi đôi này. Thủy phân trong môi trường axit thu được acetaldehyde. Vậy là bây giờ mình đi viết mọi thằng nó. Thằng nào thu được acetaldehyde thì lấy, đúng không? Vậy đầu tiên anh này, thủy phân thu được CH3OH này, CH2 nối đôi CHCOOH cộng CH3OH. Vậy là không qua acetaldehyde rồi, vớt. Thế thì bây giờ trong bài thi trắc nghiệm mình phải nhìn nhanh hơn, đúng chưa? Anh này thủy phân ra thì thu được HCONa và mũi tên hai chiều CH3 này, CH2 này, CHO. Thằng này không phải acetaldehyde mà thằng này là anhydride propionic, vứt. Đấy chưa? Tiếp tục anh này. Anh này thủy phân thế nào thì nó thể viết nhá, thể viết cho nhìn nhá. Thì thu được HCOOH được rồi và thu được CH3C nối đôi O CH3. Anh này là acetone chứ không phải anhydride acetic. Loại tiếp. Đấy, thầy bảo các em là cái thằng này rất rất hay thi, đúng không? Cực kỳ hay thi, thi trung học phổ thông quốc gia rất hay thi thằng này. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Anh này thì thủy phân đây, OH đính vào carbon chứa nối đôi này, CH3CHO. Đấy luôn đáp án đúng là mình, đáp án C nhá. Câu tiếp theo này, câu số 32 này. Câu số 32 này, hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Nhớ là tối thứ hai nào mình học vào lúc 19h30 nhá. Tối thứ hai nào mình học lúc 19h30 đấy. Cứ nhớ này, 19h30 tối thứ hai nhá. Tối thứ hai nào mình học giờ đấy. Nhớ chưa? À, câu 32 này, hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2, mình cứ học bao giờ hết bài thì nghỉ. C4H8O2 cho Y tác dụng với NaOH sinh ra hợp chất hữu cơ Z. Các em nhìn kỹ này, cái này các em có thể không biết cách làm, các em phải có kỹ năng làm. Nhìn chưa? Nhìn chưa kỹ năng làm này, nom này, nom kỹ nhá, nom kỹ nhá. Thầy đi bảo toàn carbon, 4 carbon trừ 3 carbon và 1 carbon này. 8 hydro cộng 1 hydro là 9 hydro này. 9 hydro trừ 5 hydro, 9 trừ 5 còn 4 này. Đếm oxy này. 2 oxy cộng 1 oxy là 3 oxy này. Trừ 2 cộng 1 oxy này. Natri, natri, ok. Vậy anh này chắc chắn là CH4O thì nó chỉ có thể là CH3OH đúng không? Và đầu này là CH3OH, vậy thằng này có dạng là COO CH3 thì nó mới thủy phân ra được CH3OH. Chuẩn chưa? Vậy bây giờ anh này có 4 carbon, đây có 2 carbon rồi. Vậy đầu này chỉ có thể là C2H mấy nhỉ? H8 trừ đi 3 thì còn H5. Vậy ST chúng ta là C2H5 COO CH3. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Hiểu không các em? Các em có hiểu bài không? Hiểu rồi mình sang tiếp câu 33 nhá. Hiểu rồi mình sang tiếp câu 33 này. Hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là CnH2NO2. Các em lưu ý này, CnH2NO2 chúng ta nó là ethanol đơn hở.
Tè, no, đơn, họ. Vậy là nó không thể có nối, không thể có PCC được. Vứt, vứt. Được chưa? Không phản ứng với natri. Đun nóng với axit vô cơ thứ hai, chất cơ XY. OCOX bằng CO thu được acetanhid. Nhìn nhá, bây giờ thầy thử này. Anh này, thủy phân đã thu được HCONA cộng với lại CH3OH. Được chưa? Thằng này không thể bị oxy hóa bằng CuO, thằng này oxy hóa bằng CuO thì thu được HCHO, không phải acetanhid mà thằng này là anhid formic. Đúng chưa? Vậy loại. Xem anh này nhá, thầy viết rất nhiều phương trình cho các em hiểu. Thủy phân. Thủy phân trong môi trường axit mũi tên hai chiều đấy. Thì thu được này, HCOO đây đây HCOH, sorry thì viết lỗi. HCOH cộng với này. Anh này là C2H5OH. Nhìn thấy chưa? C5OH này mà cho vào CuO thì nó tạo thành CH3 CHO, đúng acetanhid chưa? Đúng acetanhid chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Đây là thầy còn chữa chậm đấy, đúng không? Thầy dạng cực kỳ chậm để cho tất cả các bạn cùng hiểu đấy. Đấy. Câu 34 nha. Câu 34 nha. Từ nãy thấy đứa nào bảo là nó chưa tắm à? Chưa tắm học à? Thấy vừa nãy có đứa nào kêu là nó chưa tắm nhưng mà vẫn học, mùi quá. Câu 34 đứa nào đây giơ tay xem nào. Hay nó đi tắm mất rồi. À, thủy phân STX C4H62. Thủy phân STX C4H62 có mặt xúc tác axit vô cơ thu được hai sản phẩm hữu cơ. Oxy hóa sản phẩm này từ được sản phẩm kia. Thế em chú ý này, C4H62 là nó thuộc dạng là đây em nhìn đây này, C4 này, thằng này là H8 rồi, loại đúng không? Thằng này là C4H8, loại tiếp đúng không? Thằng này là C4H6 mà. Được chưa? Thu được hai sản phẩm. Oxy hóa sai sản phẩm hữu cơ, oxy hóa sản phẩm này thì được sản phẩm kia. Giờ thầy thử nhá. Anh này thủy phân này, xúc tác axit này thì thu được này. Anh này cũng CH2 nối đôi CH COOH cộng với lại CH3OH. Thế bây giờ này, oxy hóa sản phẩm này thu được sản phẩm kia. Giờ mình oxy hóa thằng này thì không bao giờ thu được thằng axit này. Đúng không? Loại. Anh này, thủy phân trong môi trường axit thu được CH3COOH cộng với anh này chúng ta thủy phân quen rồi. CH3CHO. CH3CHO mà oxy hóa thì chắc chắn mình thu được CH3COOH. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án B. Tốt, Nhi Nguyễn, chính xác rồi đấy. Nhi Nguyễn chăm học thế. Rất tốt. Ok, các em hiểu bài không? Đấy, chữa cực kỳ chậm luôn. Câu 35. Chữa để đến cho hiểu thì thôi. Nhớ làm bài ấy nhá. Câu 35. Để phân biệt các đồng phân đơn chức C3SO2 có thể dùng hóa chất nào sau đây? Chú ý để bài hỏi chúng ta đồng phân đơn chức. Như ở phần đồng phân thầy đã nói, khi nhắc đến đồng phân đơn chức thì mình phải nhớ đến đồng phân axit và đồng phân este. Vậy anh C3SO2 này thầy sẽ có các cái đồng phân sau này. HCOO C2H5 là 1. CH3COO CH3 là 2. Và C2H5 COH là 3. Ok. Vậy ở đây này, đầu tiên này thầy nhìn thấy có thằng axit, thầy sử dụng quỳ. Không hiện tượng, không hiện tượng. Đó. Được chưa? Sau đó nhìn nhìn hai thằng này là este, nó đều có tính chất hóa học chung. Nhưng thầy sẽ sử dụng đến gì? Ag nối 3 trong NH3. Thì anh này do có đầu HCO như thầy nói từ trước thì nó tạo thành kết tủa bạc, hay còn được gọi là phản ứng tráng gương. Các em lưu ý nha, kết tủa bạc hay còn được gọi là phản ứng tráng gương. Anh này không hiện tượng. Vậy phân biệt đủ hết chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A nhá. À. Ok. Hiểu bài không các em? Wow, mình nhìn sang câu 36 này. Nhìn câu 36 đứa nào cũng sợ, đứa nào cũng kinh. Thầy nghĩ là đứa nào làm rồi thì đều thấy sợ và đều thấy kinh câu 36. Nhưng thực ra thì nó không khó. Thực ra thì nó không khó một tẹo này. Quan sát nhé. C9H8O2 AB đều cộng brom cho tỷ lệ mol 11. Cộng brom cho tỷ lệ mol 11 tương đương với trong phân tử của nó phải có một PCC. Ok chưa? Vậy thằng này có một PCC, một PCC ok. Thằng này không có PCC nào vớt. Thằng này không có PCC nào vớt. ABC đều đúng vớt, vậy chỉ một thằng A thôi. Đúng không? Giờ thầy thử tiếp nhé. A tác dụng với sút thu được một muối một anhít. Này, có đúng thằng A tác dụng với sút thu được một muối một anhít thì thầy viết ra cho nhìn nhá. Cộng với NaOH nhá thì tạo thành C6H5COONa. OH đính vào carbon chứa nối đôi này. Đúng là CH3CHO rồi. Thỏa mãn. B tác dụng với sút thu được hai muối ở nước, nhìn B này nhá, nhìn B này nhá, tác dụng với sút này. NaOH này. Để tạo được này CH2 nối đôi CH COO NA. Nhìn chưa?
cộng với này, đáng nhẽ là C6H5OH, nhưng anh này là phenol. Phenol thì nó lại tác dụng tiếp với NaOH để tạo thành C6H5ONa. À, vậy nên cái thằng phương trình này cũng khá là hay thi, các em cần chú ý cho thầy nhé. Đáp án đúng mình là đáp án A rồi, nhưng các em cần chú ý cho thầy thêm một cái điều nữa về mặt chú ý. Đó là tất cả mọi thằng có dạng RCOO C6H5 cộng NaOH thì nó tạo thành RCONa cộng với lại C6H5ONa cộng với lại nước. Nhớ chưa? Nhớ nhá, nhớ mọi thằng này. A este đơn chức thì thường là NaOH theo tỷ lệ mol 1:1, nhưng đây do este của phenol nên NaOH theo tỷ lệ mol 1:2. Nhớ chưa? Nhớ nha. Kỹ năng làm bài tập là cả đấy. Có sang câu tiếp theo là câu số 4. Có sang câu tiếp theo là câu số 37. STA mà lại chứa tối đa 4 nguyên tử carbon trong phân tử. Tối đa 4 nguyên tử carbon này có thể nhỏ hơn. Thằng này này, 1 2 3 4 5 vượt. Thủy phân hoàn toàn A thu được B và C. Biết rằng cả B và C đều phản ứng trắng gương. Thử xem nhá, thủy phân thằng này này. HCOONa trắng gương. C2H5OH làm sao trắng được gương? Vượt. Đúng chưa? Thủy phân đáp án A xem nào. Thủy phân đáp án A này. Thủy phân thì mình thu được CH3COONa. Đúng chưa? Thằng này không trắng gương. Vượt. Cuối cùng thằng C này. HCOONa trắng gương đúng không? Anh này OH đính vào carbon chưa đôi đôi đúng không? Các em thấy cái câu này rất hay, thì đi thì lại rất nhiều. 37A chết rồi. Cầm tú. CH3CHO 37 chúng ta được có là cả BC đều phản ứng trắng gương nhé. Được chưa? Vậy là anh này trắng gương, anh này trắng gương. Đáp án đúng mình phải là đáp án C. Bạn thấy nhìn thấy bạn Phạm Trinh đúng đấy. Rất tốt. Câu 38 là một câu gọi tên bị lẫn vào đây thôi. Câu 38 là một câu gọi tên lẫn vào đây. Rồi tốt, Trần Minh tốt, Thoa Vi Vu tốt, chính xác. Dimethinoxalat có công thức cấu tạo là gì? Dimethinoxalat. Dimethin về đầu nó phải đầu dimethin. Đây là đầu CH3CO, là đầu acetat rồi vứt. Nhiều đứa nhầm thằng này chết. Đúng chưa? Dimethin mà. Dimethin này, metin. Nhưng thằng này không phải là oxalat mà là đây là dimethin malonat. Đây là dimethin malonat. Còn anh này nó là gì? Anh này là gì? Anh này là gì? Đây mới là dimethino oxalat này. C. Đúng chưa? Còn thằng này là dietin oxalat. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C các em nhá. Đó, Lan Anh. Lan Anh mắt lé rồi. Dimethin mà Lan Anh. Phạm Vân đúng rồi đấy. Tốt. Tiếp mình sang câu tiếp theo, câu số 39 à. Ui câu này mới hay này. Câu này mới hay này. Hello Ly Hoàng. 39 mới hay. 392 42 41 2. 42 anh hay. Đề này rất là hay. Dành cho những bạn nào phải làm rồi cơ, bạn nào mà chưa làm thì nó lại trở thành là không hay. Đúng không? À, mình có câu 39. Câu 39 cho dãy các chất, số chất trong dãy tham gia phản ứng trắng gương. Các em in hết sách này chưa đây? Cho các chất, số chất tham gia phản ứng trắng gương. Các em lưu ý này. Trắng gương. Vẫn để link 11 mà. 11 11 thì inbox cho anh Long nhé. Sắp tới là sẽ vứt lại link trên YouTube vào đây. Mình có này. Cho dãy các chất này. HCSO. Thế chú ý này. Phản ứng trắng gương. Nhớ điều kiện trắng gương nhá. Trắng gương nó phải có gì? Thầy vừa nói nhắc rồi. Chó. Hoặc là HCOOR phải. Nhìn chưa? Vậy mình có này. Có chó này. Lấy một cháu này. CH3COH không này. CH3CO không này. HCO có này. Không này. HCO có này. CHOCO có này. 1, 2, 3, 4. Vậy mình có 4. Đáp án đúng mình là đáp án C. Ok chưa? Sang câu tiếp câu 40. Câu tiếp câu 40 nào. Thủy phân STE có công thức phân tử là C4H8O2. C4H8O2 thu được hai sản phẩm hữu cơ X và Y. Thu được hai sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Các em chú ý nhá. Đây từ chốt đây. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Thì điều này tương đương với sau này cứ có câu này tương đương với việc là X và Y có cùng số nguyên tử carbon.
Thế vậy mà thằng này thì phân ra mà ra được x và y có mặt H2 bốn loãng, H2 bốn loãng mà thu được x y cùng số nguyên tử carbon, thằng này có 4. Vậy thì phân ra axit có 2 carbon thôi. Axit có 2 carbon thì có thể là CH3COH cộng với lại C2H5OH, hiểu chưa các em? Vậy thì để ra như vậy thì nó chỉ có thể là thằng CH3COO C2H5. Anh này có tên là gì nhỉ? Etin đâu? AC tat. Etin acetat, đáp án đúng của mình. Vậy tên gọi của E, ETE này. Etin acetat, đáp án đúng đáp án D. Cẩm tú đúng, chính xác. Câu 41 câu khá là khó. Khó le cổ luôn. Câu này cực kỳ khó. Đấy, bây giờ nhìn nhá. Bây giờ phải nhìn kỹ năng làm của thầy thì các em mới hiểu. Những cái câu là những câu vận dụng cao nhá. Nhìn kỹ năng làm thầy này. Thầy có này. Đầu tiên này. C5 H10 O2 mà vào Na mắt thì ra được một thằng mà đây là phản ứng vôi tôi sút, với thằng này chắc chắn là RCONa rồi. Thằng B thì chắc chắn là R phải OH đúng không? Đây thằng A. Đây thằng B. Thằng A vôi tôi sút NaOH CO thì chắc chắn nó tạo thành RH. Được chưa? Cái này vôi tôi sút. Vậy là mất một carbon nhá. Vậy anh này là C này. Clo ánh sáng thì thực hiện phản ứng thế đúng không? Thực hiện phản ứng thế thì nó tạo thành là RCl đúng không? Vậy đây là thằng D này. Đi qua NaOH thì vậy nó tạo thành là ROH. ROH là thằng E đúng không? ROH là thằng E đúng không? E này vào COO này. Vào COO thì nó tạo thành anhít. Đúng chưa? Anhít thì nó phải bị mất đi một carbon. Chuẩn chưa? Vậy đây là R trừ một carbon CHO. Từ F khử ra được B. Đây là thằng F này. Khử ra được B. Khử thì chỉ là tác dụng với hydro thôi. Vậy từ đó mình suy ra số nguyên tử carbon của F bằng số nguyên tử carbon của B. Carbon của F bằng carbon của B. Mà carbon của F thì bằng R trừ 1C cộng 1C. Vậy có phải là R không? R carbon của R. Đúng không? Đây R trừ 1 carbon cộng 1 carbon sẽ bằng carbon của R phải. Đúng chưa? Vậy carbon của R bằng carbon R phải. Vậy đây carbon của R bằng carbon R phải. Vậy thì có là R carbon của R cộng 1 cộng 1 carbon đây này. Cộng carbon của R phải thì bằng 5 carbon. Bảo toàn carbon. Mà carbon của R lại bằng carbon của R phải. Vậy suy ra là carbon của R có 2 carbon, carbon của R phải cũng có 2 carbon. Được chưa? Hiểu chưa? Vậy nhìn đây này. Vậy nhìn đây này. Đây, carbon của R có 2 carbon, carbon của R phải cũng có 2 carbon. Thỏa mãn chưa? Thỏa mãn rồi, cái đáp án đúng rồi đáp án. À. Hiểu không nhỉ? Đấy mình suy luận rất đơn giản. Thế bây giờ thì chỉ chúng ta cách suy luận nhanh này. Mình nhìn nhá. Trong cái chuỗi này chỉ có mỗi cái phản ứng vô tô sút là bị giảm được một carbon. Đúng chưa? Còn tất cả là không có sự thay đổi số nguyên tử carbon. Vậy mình có carbon của B bằng carbon của F. Đây nhìn vào đây cho dễ. Đây có mỗi vô tô sút bị giảm một carbon. Carbon của B bằng carbon của F. Đúng chưa? Mà biết thằng này có dạng là RCOONa. Thằng này dạng R phải OH. Thằng này giảm một carbon vậy R với R phải số nguyên tử carbon bằng nhau. 2 2. Ok. Đáp án đúng đáp án A. Thầy nghĩ là nhiều bạn không làm được câu này đâu. Mình sang câu 42 nhá. Mình sang câu 42 nhá. Sang câu 42 này. Xác định công thức cấu tạo của A. Biết A có mảnh carbon không phân nhánh. Loại luôn thằng này. Thằng này phân nhánh. Đấy, phải tinh như vậy. Thủy phân tạo thành muối B này. Muối B sẽ có dạng RCOONa này. Và trong H4 thì tạo thành RCOH. RCOH chú ý điểm mấu chốt tráng lực bạc. Bởi vì tráng lực bạc nên chắc chắn nó phải là HCOOH. Đúng không? Thằng này vứt không ra được HCOH. Được chưa? C4H8 nha. C4H8 đến với OH này. 1, 2, 3, 6, H6 vứt. C. Ngon lành cành đào không cả nhà? Rất dễ nhé. Thầy chữa cực kỳ chậm đấy. Đứa nào mà không hiểu thì tua lại xem nhá. Thầy không chém gió nên là những video này dạy rất là chất. Chỉ có làm bài thôi. Nghe cái là hiểu. Câu 43 các em ăn cơm chưa? 43 cho hỗn hợp X gồm hai không được nhìn thấy bọn này nên là buồn quá. Không biết học sinh của mình có nhiều hot girl và hot boy không.
Hôm nào chắc phải làm buổi chụp ảnh đăng lên vào nhóm thì nhớ tên mới được. 43. Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no đơn trước mạch hở, tác dụng với NaOH, cho hai muối và một ăn côn. Chú ý này. Hai muối, một ăn côn. Thằng này thu được muối R1CONa, R3CONa, đúng rồi, hai muối, một ăn côn là R2OH, thỏa mãn. Đừng chọn nào vậy. R1CONa, R2CONa, hai muối, một ăn côn, lấy tiếp. Vậy chắc chắn đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Cả A, B đúng nhá, thì viết ra nhé. Tạo thành này. R1COONa này và R3COONa cộng ăn côn là R2OH đúng không? Đúng là hai muối một ăn côn chưa? Anh này cũng tạo thành này. R1COONa, R2COONa và R3OH đúng chưa? Vậy 43 phải là C. Đều đúng. Lê Cẩm Tú mắt lé thế. In sách đã xong rồi, mắt đừng có lé em. 44 nào. 44 nào. Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có phân tử khối thì bằng 60. À. Đều bằng 60 nhá, lưu ý nhá, đều bằng 60 nhá. Thế loại ngay thằng này bằng 74 này, không tin em bấm nữa. Loại A luôn. Được chưa? Tiếp tục này. Nó có khả năng phản ứng với natri. X1 có khả năng phản ứng với natri. Natri ăn. Thằng này không ăn natri, vứt. Phản ứng với NaOH. Thằng này không ăn NaOH, vứt. Vậy chỉ còn C. X2 phản ứng với NaOH đun nóng nhưng không phản ứng natri, thỏa mãn. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Lê Cẩm Tú. Ok. Dễ không? Đấy, các em nhớ nhá, khi làm trắc nghiệm cứ chơi được kiểu loại trừ của thầy là thắng. Cứ chơi được kiểu loại trừ của thầy là thắng. Câu 45. Cho các đồng phân đơn chức, lưu ý để bài hỏi chúng ta đồng phân đơn chức nha. Đồng phân đơn chức như thầy đã nói là xét hai thằng, một thằng là thằng axit, một thằng là thằng ete. Vậy là thằng C2O4 này mình có là HCOO CH3 đúng chưa, và một thằng là thằng đây, chết rồi, ghi này hơi cao rồi, HCOO CH3, một thằng là CH3COOH. Đây mình có natri này, đây mình có NaOH này, đây mình có NaHCO3 này. Đề bài hỏi số phản ứng xảy ra này, em nhìn kỹ nhá. Thằng này ete này không phản ứng natri, không phản ứng NaHCO3 mà chỉ phản ứng NaOH, được chưa? Thằng này axit thì ăn NaOH, axit ăn ăn kim loại, ăn kiềm, ăn muối, được chưa? 1, 2, 3, 4 thằng. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C. Ok chưa? Sang câu 46 nhá. Cùng sang câu 46 này. Hỗn hợp Y gồm hai chất hữu cơ no đơn chức mạch hở, tất cả đều no rồi. Đơn chức mạch hở. Cả hai chất đều, cả hai chất cùng phản ứng. Chú ý là cả hai chất cùng phản ứng. Hai chất cùng phản ứng. Vậy mình loại luôn. Anh này ăn côn không phản ứng với NaOH. Được chưa? Vậy mình chỉ còn là A và B thôi. Được chưa? À, cho một muối và một ăn côn. Thằng này thủy phân thì cho ta một muối là R1COONa, đúng chưa? Và một ăn côn. Đây thằng này em ra được cùng muối là R1COONa và một ăn côn là R2OH, thỏa mãn này. Thằng này xem nào, ra được muối R1COONa và này cho ra muối thứ hai là R2COONa, vứt đúng không? Một muối thôi mà, loại A. B bỏ. Ok. Lê Cẩm đúng rồi đấy, Lê Cẩm Tú đúng rồi đấy. Tiếp tục nha, tiếp tục nha, tiếp tục nha. Câu 47. Nhớ là tối mai lúc 8:30. Nhớ chưa? Đứa nào quên là tẹt mông đấy, đứa nào quên là tét mông luôn đấy. Tối mai 8:30 là mình học tiếp phần chia dạng bài tập ở ngoài tường của thầy. Nhớ chưa? Câu 47. À, mấy đứa này chắc đi cày view cho Sơn Tùng rồi. Biết ngay thằng nào. Cho một mol ete x tác dụng vừa đủ với hai mol NaOH, x là dạng nào sau đây? À, một mol ete x tác dụng vừa đủ với hai mol NaOH, vậy thì nó phải có hai nhóm chức. Đây mình có này, OH chia cho số mol ete, số mol OH chia cho số mol ete bằng 2, suy ra có hai nhóm COO hoặc là ete của phenol. Đây có hai trường hợp, hai trường hợp. Thế vậy ở đây mình có này, hai nhóm COO, hai nhóm COO, hai nhóm COO. Vậy thỏa mãn hết. Vậy đáp án đúng của mình là D. Cả A, B, C đều đúng. Ok.
Có nha, sang câu tiếp theo, câu số 48 này. Đề thầy xoắn quậy lắm. 48 cho STX 2 trước. STX 2 trước nha. STX 2 trước, vậy là 2 trước này mình chưa biết kiểu gì. Đúng chưa? Thủy phân X trong đá mắt dư thuộc độ ancol Y và dung dịch muối Z. Thế thì nếu vậy thì thầy giả sử như STX của thầy nó có dạng là RCOO COO đi. R1 R2 trong NaOH thu được ancol Y. À thế đây là đều R1 thì thu được R COONa COONa và R1 OH, được chưa? Đây là muối Z này. Nung Z trong NaOH và CaO. Nung Z trong NaOH trong CaO, đây là vôi tôi sút. Đây phản ứng vôi tôi sút. Vôi tôi sút thì nó cắt, nó vứt đi carbon. Đây có hai nhóm. Vậy ở chỗ này thì chỉ còn là RH thôi. RHH mất đi hai carbon. Đây chất hữu cơ T này. Số nguyên tử carbon bằng số nguyên tử carbon của Y, ancol Y đây. Được chưa? Thế vậy là vậy là số nguyên tử, bởi vì số nguyên tử carbon của T bằng số nguyên tử carbon của Y nên mình có này, carbon trong R bằng carbon trong R1. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Thế đây ancol Y muối Z, đây muối Z đây. Thế vậy là suy ra là carbon trong R bằng carbon trong R1, vậy carbon trong đằng này bằng carbon trong đằng này. Vậy suy ra trong Z phải lớn hơn đi, hai carbon. Z đi một carbon vứt. Z đi hai carbon lấy. Bê bỏ. Nhìn chưa? Rất dễ nha. Nhìn đến những câu này hơi khó khó hơn nữa đúng không? Câu 49. Các em hiểu không? Các em hiểu câu này không? Không hiểu thì bỏ hỏi để thầy giảng lại nhá. Câu 49. Một hợp chất hữu cơ có C4H8O2, các em đếm hydro bên ngay loại thằng này. Đây là H6 vứt. Thầy hay làm kiểu này lắm. Đây H6 vớt. Thủy phân X trong môi trường axit thu được hai sản phẩm hữu cơ. Đốt cháy hai sản phẩm này cùng lượng khí CO2. Khi đốt cháy cùng lượng khí CO2 suy ra nó có cùng số nguyên tử carbon. Cùng carbon. Ok chưa? Vậy mình nhìn này, thằng này có 3 carbon. Thằng này 1 carbon, vớt. Thằng này có 2 carbon, thằng này có 2 carbon. Lấy à. Ok. Câu 50 nha, câu 50 nha. Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chủ nhiệt độ sôi của các chất tăng dần? Các em nhớ này. Tăng dần. Các em chỉ cần nhớ 48 á. 48 đây em ơi. 48 đây Lan Anh ơi. Đây nha 48 nhé. ST2 trước này. RCOR1 và COR1, được chưa? Đây là R1 nhá. Cho phản ứng với NaOH này. Do đề bài cho ST2 trước nên là anh này. NaOH thì có phải là cắt cắt này đi là R1 là RCONa và RCONa không? Được chưa? Thế vậy đây mình ra được cái ancol là R1OH đúng không? Được chưa? Đây là muối Z này, đây ancol Y này. Nung Z trong NaOH CO vôi tôi sút này, đây là phản ứng này, phản ứng vôi tôi sút. Vôi tôi sút thì các em cứ nhớ rằng là một chiếc CONa thì vứt đi một carbon. Đây thằng này vứt đi một carbon, thằng này vứt đi một carbon. Vậy chỗ này chỉ còn R thay thế bằng hàng H thôi. Mà đề bài là nói chúng ta nhá, T đây, số nguyên tử carbon bằng số nguyên tử carbon trong Y. Đây carbon trong T bằng carbon trong Y. Vậy suy ra carbon trong R phải bằng carbon trong R1. Carbon trong R bằng carbon trong R1. Vậy đây là Z thì thêm hai carbon nữa, vậy Z hơn Y, hai carbon, nhìn chưa? Thấy chưa? Đáp án đúng đáp án B, Lan Anh hiểu chưa? 8B nhá. Phạm Thị Vân lại chọn A hoặc chọn B. Ừ. Nhưng mà chọn A hoặc chọn B là sai. Vì B sai rồi nên không thể là chọn A hoặc chọn B được. Hiểu chưa? Phạm Thị Vân. Câu 50 này. Về cái nhiệt độ sôi này, các em cứ nhớ thầy nhá. Nhớ thầy. Các em chỉ cần nhớ cho thầy cái này thôi là xong này. Là cứ sắp xếp nhiệt độ sôi thì axit là lớn nhất. Được chưa? Xong đến phenol. Được chưa? Xong đến nước. Xong đến ancol. Rồi đến ete. Nhớ chưa? Vậy ở đây tăng dần phải đứng cuối cùng phải là axit. Đứng cuối cùng ancol, ete, ete đứng cuối cùng axit, thấy chưa? Ancol, ete. Vậy đáp án đúng là đáp án D. 50D, đúng rồi Phạm Thị Vân. Giờ mới thấy comment đúng đấy. Vân mắt lé quá nhỉ. 51. 51 à. 51 của mình đáp án gì nè? Một ete tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỷ khối so với khí CO2 bằng 2. Ete được tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức. Vậy nó là RCOOR phải tỷ khối cho khí CO2 bằng 2. Thì mình có này, phân tử khối bằng 44 nhân 2 thì bằng 88. Được chưa? Khi đun nóng ete này bên NaOH RCOOR
88 thì thầy dạy các em 88, các em nhớ ngay thầy C4H8O2. 9 thằng C4H8O2 có công thức là 88 này. C4H8O2 này mà tác dụng với NaOH này thì mình ra được muối là RCOONa. Khối lượng muối này lại phải lớn hơn khối lượng ete phản ứng. Vậy là lớn hơn 88. À, thế mới điều vậy suy ra thì có là R cộng với 67 phải lớn hơn 88. Vậy là R thì phải lớn hơn 88 chứ 67. À, 8 chứ 7 1, 8 6 21, lớn 21. Lớn 21 thì R không thể là CH3 được. Vậy R có thể chỉ có thể là C2H5COOCH3. Đúng chưa? Đây, lớn hơn. Không thể. D. CH5COCH3. Ok. Đáp án đúng mình là đáp án D các em nhá. Lan Anh lé rồi. C là tèo. Được chưa? Nó phải lớn hơn mà. Đây, muối là khối lượng lớn hơn ete phản ứng. RCOONa phải lớn hơn 88. R cộng 67 phải lớn hơn 88, vậy R phải lớn hơn 21. Ok. D nhá. Phạm Trinh đúng rồi đấy. Câu 52 này. Este nào sau đây tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:2. Theo tỷ lệ mol 1:2 phải có hai khả năng. Hoặc là hai chiếc CO hoặc là este của phenol. Nhưng chú ý này, muối và nước, do có nước nên khẳng định chắc chắn là este của phenol. Nhớ nha, cứ có nước thì chắc chắn có este của phenol. Vậy mình có này, hai chiếc không có nước vứt. C6H5COCH3 không phải este phenol nhé, vứt. CH3COCH6H5 này. Đúng chưa? Thầy viết lại phương trình nữa cho chúng ta nhìn nhá. Thầy viết lại cái phương trình này một lần nữa cho chúng ta nhìn. Đây, CH3COCH6H5 thằng nữa này thì COOC6H5 cộng NaOH thì tạo thành CH3COONa cộng C6H5ONa cộng nước C. Câu 53 nè. Đun este E với NaOH thu được ancol A không bị oxy hóa bởi CuO. Không bị oxy hóa bởi CuO vậy khi nó là ancol bậc 3. Nhớ nha, ancol không bị oxy hóa bởi CuO chỉ có thể là ancol bậc 3. Vậy đây mình có này. À, mình đi viết phương trình thôi. Mình có này. À, isopropyl propionate C. Thủy phân thì mình thu được ancol là CH3 này. CH này. CH3 này. OH vẫn bị oxy hóa bởi CuO. Oxy hóa bởi CuO thì thằng này tạo thành ceton. CH3CO CH3 vẫn bị oxy hóa. Vượt. Được chưa? Vậy là cứ isopropyl này nhìn này. Isopropyl thì sẽ tạo thành này. Vứt B tiếp. Ok chưa? Bây giờ sang nhá. N-butin acetat thì sao? N-butin acetat là CH3COO1234. Butin là 4 mà. Thủy phân ra thì thầy chỉ nhìn thằng ancol thôi. 1 2 3 4 OH đính đây. Khi cho vào CuO ấy thì nó ngay tức nó sẽ tạo thành gì? CCCCHO. Có bị oxy hóa. Vứt. Vậy đáp án đúng đáp án gì? Tẹt butin acetat. Thầy viết cho chúng ta xem tẹt butin acetat thôi. CH3 này, COO này, C này. Tẹt butin C này. Nhìn chưa? Được chưa? Thủy phân này thì thu được ancol này. CCCCOH. Có oxy hóa bằng mắt. Đây là ancol bậc 3, không oxy hóa được. Đáp án đúng đáp án D. Câu 54 này. Câu 54 nào. Mình có 56 câu tối nay thôi. Mình giải xong 56 câu tối mai mình học tiếp nhá. Cứ mỗi tối mình học tí thế này cho nó khỏe. Chứ không nhìn máy tính nhiều là không tốt. Nhiều đứa bị mù nhìn máy tính ấy. Thầy không muốn bọn em bị đau mắt các kiểu, mù các kiểu, thầy ghét kiểu đấy đó. Nhớ nhảy, tối mai này làm phần chương este lipid buổi số 3 chia dạng bài tập đi nhá. Tối mai mình sẽ làm phần này đấy. Chữa hết cả ví dụ này, làm chia dạng này, đến câu 64 luôn nhá. Câu 54 này. Thủy phân một este trong môi trường kiềm. Thủy phân của este
trong môi trường kiềm. Viết luôn là xét được em ạ, nhưng ít người viết. Thì phần ST trong môi trường kiềm là anconitilic. Anconitilic, vậy đuôi nó phải là đuôi CrCOOCH5. Loại cháu này luôn. Đúng chưa? Đây, vậy ST chúng ta là RCOOCH5. Trong môi trường kiềm là NaOH. Thu được ancol là C2H5OH bằng 62% khối lượng phân tử ST. Vậy mình tìm được phân tử khối của ST chính bằng 46 chia 0,62. Cái này các em bấm máy tính thử cũng được. Thực sự thì nghĩ là cái này các em bấm máy tính thử cũng được, cũng ok hết. Đúng không? Có điều là em muốn thử hay không thôi. Đúng chưa? 46 mà chị thấy đang giải thuận chia cho 0,62 bằng 74 các em. Bằng 74. 74 giờ bấm máy tính thử con này. Thằng này bằng 88 vứt. Thằng này thì bằng 102 vứt. Chỉ có thằng này bằng 74. Bề bỏ. Tốt, Nhi Nguyễn tốt. Câu 55 nào. Estein acetat được điều chế từ phản ứng giữa thằng nào với thằng nào? Đầu tiên mình viết ra được đã. CH3COOCH5. Vậy để điều chế được nó phải đi từ thằng acid acetic và anconitilic. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B bỏ. Câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Câu 56. Sau đó là tối mai là mình quẩy phần buổi số 3 chia giảm bài tập nhá. Tối mai mình quẩy buổi số 3 chia giảm bài tập. Polyvinyl acetate và polymethyl acrylate là lượt là sản phẩm trùng hợp của. Bây giờ mình viết từ thằng vinyl acetate đã. Vinyl acetate là gì nhỉ? CH3COOCH nối đôi CH2. Thằng này không phải vinin, hai thằng này đúng là vinin acetat. Metin met acrylat, met acrylat, acrylat này, OO này, nối đôi metin met acrylat CH3 này. Vậy là nó phải có chìa xuống dưới đúng không? Vậy thì không thể anh này được. Đáp án đúng mình đáp án C. Ok, buổi tối nay mình học tạm dừng tại đây. Nhớ tối mai đúng 20:30. 20:30. Tối mai chúng ta học tiếp buổi 3 chia dạng bài tập ở ngay ngoài tường nhà thầy nha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Và cả nhà nhớ làm bài tập trước đấy, không là thầy phạt đấy. Thầy buồn đấy, nhớ chưa? Chứ tối nay nhiều đứa ít comment đáp án nhá. Bạn nào mà chưa làm được thì nhớ xem lại nhá. Bye bye, chào tạm biệt.